rơi vãi khắp nơi, thật là khiến ta hứng thú quá đi mất. Thiếu hiệp tướng mạo thật thanh kỳ, trăm năm mới thấy được một. Cái này đẹp. Thiếu hiệp tướng mạo thật thanh kỳ, trăm năm mới thấy được một. Nhân đạo chính đạo lẫn lộn, tất cả cùng đến đây cả rồi. Vị khách quan này, người lấy tiền hay là cướp tiệm vậy? Thế gian này có nơi nào mà ta không dám đến chứ? Ngươi nhìn ta đi, có phải cảm thấy ta rất là xoáy ca chứ? Ông thanh này chẳng lẽ là sư phụ đến? Ta từng gặp sinh linh tối ca và cũng từng thấy con mắt người. Ta từng gặp sinh và cũng từng thấy con người bỉ ổi nhất. Lần sau nhớ là đến Vong Ưu Cốc thì phải vui vẻ nha. Không có gì nhà em. Lần sau nhớ là đến Vong Ưu Cốc thì phải vui vẻ. Không thể hiểu được bọn thám bảo này, rõ ràng nguy hiểm như thế mà cứ không ngừng đi nạp mạng. Rống vào người phụng tộc, đừng mơ được yên ổn. Luyện da thịt thành sắt thép, tăng thêm được sức chịu đựng. Không biết thiếu hiệp đến, tiểu thần thất lễ rồi. Vạn vật vô thường, có sinh tất có diệt. Người không thể tưởng tượng được thuyền ta có thể chứa được bao nhiêu tài vật. Nơi đó là Bồng Lai, xin đừng tùy ý phá hoại bất kỳ thứ gì trên đảo. Nơi đó là đảo Bồng Lai, xin đừng tùy ý phá hoại bất kỳ thứ gì trên đảo. Tài nghề của ta là giỏi nhất, không có ai hơn. Tài nghề ta là giỏi nhất, không có ai hơn. Thanh Tâm Thảo, Tuyết Liên, Kim Ngân Hoa, để ta xem ngươi bị bệnh gì. Tử viết, kiến tài ý tề yên, kiến bất tài nhi thiểm tự thiếu giả. Ngươi là ai? Đến đây làm gì? Không được sinh sự ở địa bàn của ta. Đã qua vài năm, ta cũng muốn đi náo một chuyến. Chỉ cần tề tâm hiệp lực, không có chuyện gì mà không làm được. Ngươi học võ, một ngày không thể lười biếng. Ngươi trong rừng không biết, ánh trăng sẽ chiếu tới. Ngoài kia rất nguy hiểm, ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn ở nơi này đi. Chỉ cần ngươi không sinh sự, ta đảm bảo ngươi sẽ an toàn. Ngoài kia rất nguy hiểm, ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn ở nơi này đi. Tháng này thu nhập bình thường, không đến nỗi tệ. Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa. Ngươi hãy đem vật gì đáng tiền trên người ra đây. Yên tâm, có ta ở cạnh ngươi thì ngươi gặp chuyện hay sao? Giúp ta tìm phụ thân, ta sẽ có hậu tạ. Giúp ta tìm phu nhân, ta sẽ có hậu tạ. Gặp phải ta, coi như người tới số rồi. Ta gặp qua rất nhiều danh họa, ta có thể lấy ra bất kỳ một bức họa. Đây là chuyện nhỏ, không có gì to tát cả. Ta từ nhỏ đã đọc sách thơ, ngươi có thể hỏi bất kỳ điều gì.
tin ta đi, mua bất kỳ cái gì ở tiệm ta đều không bị lừa đâu. Nhóc con, nếu cảm thấy mệt thì về nhà đi. Đúng thế, ngươi nói đều đúng cả. Xem ra ngươi bị đánh còn ít đấy, bọn nhỏ này để cho ta. Trời ơi, y phục của ta sao xấu quá vậy? Thanh niên kia đến phá bỉnh nè. Sơn đại dương ác độc, ta đánh không lại ngươi. Chúc phúc của nghĩa thần và ngươi đều đang... Ca ca, rốt cuộc khi nào mới về? Mới về đây. Ca ca, rốt cuộc khi nào mới về đây? Trừ ma 100 lượng, không có gì thì đừng đến tìm ta. Hại cả trẻ con, thật là con người ác độc. Đừng có sợ, hắn là đứa trẻ ngoan. Không biết Minh Khê cũng là nghĩ như thế này. Hừ, muốn qua đỉnh núi này thì hãy hỏi cây kiếm trong tay ta. Có thể đi chơi với ta không? Ta muốn xem thử bên ngoài có gì không. Vừa mới hái được hai đóa sen, mau đi xem thử. Đây là bộ đồ ta mới mua, người cảm thấy thế nào? Nào nào nào, để đại tẩu xem thử ngươi gần đây có lớn thêm không. Hôm nay thời tiết rất tốt, chính là lúc mặc đồ đẹp ra ngoài rồi. Mau xem, hôm nay trăng tròn quá. Trong tiệm này có bộ vải đẹp lắm, đêm nay thành bộ đồ này, đêm mây thành bộ đồ chắc thích hợp rồi. Trong tiệm này có bộ vải đẹp lắm, đêm mây thành bộ đồ chắc chắn thích hợp. Ai nói con gái không bằng con trai? Lại. Ai nói con gái không bằng con trai? Ngươi xem rất đạo mạo đấy chứ.